Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi số 2 trong 113 sách giáo khoa toán 7 tập 1. Đề bài đó là tìm số đo góc B trên hình 67. Góc B thì chúng ta thấy ở đây chúng ta nhìn hai tam giác ACD và BCD. Chúng ta thấy có cạnh BC bằng với cạnh AC. Cạnh BD bằng với cạnh AD bởi vì chúng ta thấy có các ký hiệu giống nhau. Thì có nghĩa là các cạnh bằng nhau. Cạnh DC chung. Như vậy chúng ta thấy hai tam giác này có ba cạnh bằng nhau. Mà chúng ta có một tính chất đó là nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Như vậy có nghĩa là chúng ta có tam giác ACD sẽ bằng với tam giác BCD. Hai tam giác này bằng nhau rồi thì đỉnh tương ứng là đỉnh A sẽ phải tương ứng của nó là đỉnh B. Góc A sẽ bằng góc B. Như vậy góc A bằng 120 độ thì chúng ta sẽ có góc B cũng bằng 120 độ từ đây chúng ta sẽ trình bày lời giải chi tiết như sau đó là đầu tiên chúng ta sẽ xét tam giác acd và tam giác bcd có chúng ta thấy có cạnh ac bằng với cạnh bc là dựa vào giả thiết cho giống nhau nên bằng nhau ad bằng với bd cũng giả thiết chúng ta có cạnh cd chung từ đây thì chúng ta sẽ suy ra tam giác ACD bằng với tam giác BCD. Hai tam giác này bằng nhau. Theo trường hợp cạnh 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 bởi vì chúng ta thấy có ba cạnh bằng nhau, cạnh cạnh cạnh. Ba tam hai tam giác này bằng nhau thì từ đây chúng ta sẽ suy ra góc A sẽ bằng với góc B. Bởi vì chúng ta đang cần tìm góc B mà mà góc A thì bằng 120 độ. Từ đây chúng ta sẽ suy ra góc B bằng 120 độ. Hai góc này bằng nhau là do đây là hai góc tương ứng. Từ đây thì chúng ta đã trả lời xong câu hỏi số 2 trong 103 sách giáo khoa toán 7 tầm 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.